Thay mặt cho nghệ sĩ Tuyết Tuyết và các anh chị em nghệ nhân từ câu lạc bộ hát văn và hát chầu Văn Hà Nội, xin được gửi tới bà con cô bác, anh chị và các bạn trong đêm nay lời chúc tốt đẹp, lời chào trân trọng. Và ngay sau đây xin mời cả nhà mình cùng nghe bài hát văn Chân Quê, lời thơ Nguyễn Bính. Thank you.